Hơn 700 năm kể từ khi chính thức sát nhập vào Đại Việt năm 1306, vùng đất Điện Bàn không ngừng phát triển, trở thành một địa danh được cả nước biết đến với những giá trị văn hóa sâu sắc. Văn hóa Điện Bàn là sự kết tinh của văn hóa dân tộc Việt, có sự giao thoa cộng hưởng với nhiều nền văn hóa khác, cùng sự biến thiên của lịch sử đã chắt lọc lưu giữ và phát triển thành những đặc tính mang đậm bản sắc vùng đất và con người nơi đây. Qua những cứ liệu lịch sử, những kết quả nghiên cứu cùng các di chỉ, di tích, chân dung nhân vật, có thể khẳng định rằng Điện Bàn là một vùng văn hóa giàu bản sắc. Thực hiện Nghị quyết Trung ương năm khóa 8 về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trên cơ sở kế thừa thành tựu văn hóa truyền thống, tiếp thu có chọn lọc thành quả công cuộc xây dựng, đổi mới, hội nhập, bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa luôn là mục tiêu hàng đầu của Đảng bộ và nhân dân Điện Bàn. Điểm sáng trong công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa Điện Bàn là chủ trương xã hội hóa. Đây là một trong những yếu tố quan trọng để đưa tinh thần nghị quyết vào cuộc sống. Công tác xã hội hóa đã khơi dậy các tiềm lực trong nhân dân, huy động sức mạnh cộng đồng cùng chung tay trong sự nghiệp xây dựng và phát triển văn hóa. Phát huy sức mạnh dân chủ theo tinh thần nhân dân là chủ thể vừa tham gia vừa hưởng thụ văn hóa. Về với vùng đất Gò Nổi huyền thoại, nơi có nhiều di tích văn hóa lịch sử được tỉnh và trung ương công nhận như lăng mộ Hoàng Diệu, Phạm Phú Thứ, Phạm Tuấn, Lê Đình Dương, đình làng Đông Bàn, Đông Lãnh, di tích các vụ thảm sát Dương Dương, Phi Phú, Kho Muối, Vườn Biện Hòa. Bên những câu chuyện đầy tự hào về mảnh đất con người nơi đây, chúng ta sẽ còn được nghe kể về sự đồng tâm chung sức chung lòng của các thế hệ người dân Gò Nổi trong công tác bảo tồn và phát huy các giá trị di tích. Trải qua bao gian lao thăng trầm, các danh nhân chí sĩ vùng quê Gò Nổi đã trở về yên nghỉ giữa các cánh đồng bên những bãi biển xanh tốt. Các di tích lăng mộ danh nhân được gia đình, gia tộc, các tổ chức xã hội cùng chung tay chăm sóc, hoái hương chu đáo. Các di tích khác cũng được phân cấp quản lý tôn tạo. Niềm tự hào của bà con quê nhà cùng với tấm lòng tha thiết hướng về cội nguồn quê cha đất tổ đã làm nên sức mạnh huy động nguồn vốn hàng chục tỷ đồng để trùng tu xây dựng tôn tạo các di tích ngày càng khang trang. Những nghĩa cử cao đẹp ấy chính là đạo lý ngàn đời của dân tộc Việt: uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây. Trong thời kỳ kháng chiến, giặc Pháp đã giết nhiều người ở khu vực này và chôn tại đây, chưa được cải táng, di dời hài cốt. Tôi là quyết tâm đầu tư xây dựng khu này để tưởng niệm những người có công trong cái cuộc kháng chiến giành độc lập. Sinh hoạt lễ hội dân gian là một trong những nét đẹp văn hóa còn được lưu giữ tại Điện Bàn. Thanh minh trong tiết tháng 3, lễ là tảo mộ, hội là đạp thanh. Vẫn giữ nguyên bản sắc văn hóa dân tộc ấy, nhưng lễ hội thanh minh tại Điện Quan đã hòa quyện cùng đất đai, cây cỏ, cuộc sống của người dân Gò Nổi, làm nên hoạt động lễ hội phong phú và sinh động.
lễ hội Thanh Minh Điện Quang không chỉ dừng lại trong nếp sinh hoạt của gia đình, dòng tộc, mà đã mang tính gắn kết cộng đồng, vận động con cháu cùng hướng về cội nguồn, hỗ trợ quê nhà xây dựng các cơ sở văn hóa, các công trình công cộng dân sinh, hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà cửa, góp vốn phát triển kinh tế. Lễ hội cầu yên đình làng Đông Bàn Điện Trung với lễ rước nước từ giếng cổ bốn trụ về đình làng với mong ước cầu cho quốc thái dân an, càng tô điểm thêm bản sắc văn hóa phong phú trong đời sống nhân dân vùng châu thổ sông Thu Bồn. Hàng năm trong cái dịp Thanh Minh tảo mộ thì con cháu nội ngoại xa gần trên mọi miền tổ quốc hướng về cội nguồn, về để trước hết là tế tổ tiên ông bà, và sau đó thì cũng có một cái vấn đề nữa là trong tộc họ giúp đỡ cho con em nghèo học giỏi rồi hỗ trợ với nhau để xóa đói giảm nghèo. Thì xuất phát từ thực tế đó thì hàng năm trong cái dịp Thanh Minh thì ở Điện Quang như một ngày hội lớn, và thực hiện chủ trương của huyện ủy và ủy ban nhân huyện Điện Bàn về phát triển du lịch và chủ trương đi lễ hội về cơ sở thì chọn xã Điện Quang làm cái lễ hội Thanh Minh. Ngược hướng Tây về với vùng đất Điện Tiến, lễ hội Tịch Điền đình làng Diệm Sơn với mong ước một mùa vàng bội thu mang đến cho chúng ta một cảm nhận khác. Lễ hội được tổ chức ngay tại đình làng Diệm Sơn, một di tích cấp tỉnh, nơi gắn với nhiều sự kiện văn hóa lịch sử trọng đại của vùng đất Điện Tiến, Điện Bàn, Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng. Chính mối quan hệ keo sơn gắn bó ấy nên đình làng Diệm Sơn là một trong những công trình nghĩa tình được đảng bộ và nhân dân thành phố Đà Nẵng hỗ trợ trùng tu xây dựng khang trang. Về với vùng cát Điện Nam, Điện Ngọc, mảnh đất kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, nơi đây đã sản sinh ra những người con kiên trung bất khuất trước họng súng quân thù, nơi đã từng diễn ra trận đánh của những dũng sĩ Điện Ngọc tại giếng nhà Nhì cách đây hơn 50 năm, một trận đánh đã đi vào huyền thoại. Di tích giếng nhà Nhì đã được công nhận di tích lịch sử cấp quốc gia. Phát huy truyền thống yêu nước và cách mạng của vùng đất anh hùng Điện Bàn, công trình nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi được xây dựng ngay trên mảnh đất quê hương anh Trỗi. Trong năm 2012, thông qua công tác xã hội hóa, công trình được trùng tu xây dựng với tổng nguồn kinh phí hơn 5 tỷ đồng. Cùng với nhà bảo tàng huyện chuẩn bị đưa vào hoạt động, nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi là điểm dừng chân thứ hai trên hành trình tìm đến với trang sử đấu tranh bảo vệ tổ quốc của vùng đất Điện Bàn anh hùng. Tọa lạc bên nghĩa trang liệt sĩ huyện, nơi yên nghỉ của gần 5.000 đồng chí đồng bào qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, công trình nhà lưu niệm anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi mãi là địa chỉ đỏ thắp lên ngọn lửa anh hùng bất khuất trong các thế hệ người Điện Bàn, nhất là thế hệ trẻ hôm nay.
Trong những năm qua thì trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng của đoàn thì cán bộ đoàn viên thanh thiếu nhi trên địa bàn toàn huyện đã có những việc làm cụ thể thiết thực trong việc tôn tạo cũng như làm đẹp vẻ đẹp nơi ăn nằm tại các nghĩa trang liệt sĩ, đặc biệt là công tác đền ơn đáp nghĩa, thắp nén tri ân. Trong năm 2013, năm nâng cao chất lượng hiệu quả của công tác giáo dục chính trị tư tưởng của đoàn, chúng tôi sẽ kết nạp những lớp đoàn viên, những lớp của thanh niên, của thiếu nhi để tại những địa điểm như nhà lưu niệm Anh Trỗi, nhà Mẹ Thứ, các nghĩa trang liệt sĩ nhằm nâng cao hơn nữa cái vai trò trách nhiệm của đoàn viên thanh thiếu nhi đối với công tác bảo tồn, phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc. Truyền thống yêu nước cách mạng của vùng đất Điện Bàn còn được thể hiện qua hình tượng những người mẹ, những người chị anh hùng. Hình tượng mẹ Nguyễn Thị Thứ với 9 người con, một con rể, một cháu ngoại là liệt sĩ đã trở thành biểu tượng tiêu biểu cho những bà mẹ Việt Nam anh hùng của cả nước. Di tích nhà Mẹ Thứ được tôn tạo xây dựng thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân những người đã ngã xuống. Các hiện vật hình ảnh về cuộc đời Mẹ Thứ sẽ được tổ chức trưng bày. Cùng với các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa, nhà Mẹ Thứ sẽ là điểm đến đầy ý nghĩa trong công tác giáo dục truyền thống quê hương. Xã hội hóa trong công tác bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa vùng đất Điện Bàn là một giải pháp hữu hiệu mà đảng bộ và nhân dân toàn huyện đã và đang thực hiện để tinh thần nghị quyết Trung ương năm khóa 8 thực sự thấm sâu vào đời sống nhân dân, khẳng định vai trò văn hóa vừa là mục tiêu vừa là động lực phát triển xã hội, xây dựng Điện Bàn ngày càng khởi sắc, hòa nhập với sự phát triển của thời đại.